ta cùng hiệp ý tôi trong sự cầu nguyện buổi sáng ngày hôm nay nha, ở bên Mỹ và buổi tối ở bên Việt Nam. Con lên tiếng ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là đấng mà chúng con hết lòng, hết sức và hết linh hồn, hết ý chí để mà thờ phượng Ngài. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay một lần nữa con cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ ông bà anh chị em chúng con có mặt trong lớp học ngày hôm nay để học hỏi những sự dạy bảo của Chúa để ứng dụng cho đời sống của mọi người chúng con. Thần lẽ thật của Ngài là Đức Thánh Linh ở cùng với người hướng dẫn cũng như người nghe để chúng con có những cái sự học hỏi lẫn nhau để gây dựng đức tin lẫn nhau và qua đó xin tư tưởng của Đức Chúa Trời hòa nhập với tư tưởng mỗi ông bà anh trên chúng con để con thấy được sự hiện diện của Ngài trong lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa và con giao thời gian còn lại trong tay yêu thương của Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, tạ ơn Chúa, cảm ơn Thầy An. Trước khi mà chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, thì mình xin được tóm tắt một chút về cái đoạn Kinh Thánh kỳ trước chúng ta học để chúng ta cùng nắm nha. Trước khi mà chúng ta bước qua cái phần học ngày hôm nay, thì tuần trước chúng ta bắt đầu học chương 5 của Công Vụ. Chương 5, chúng ta biết chương 4 kết thúc rất là đẹp đẽ với tất cả những người tin Chúa ở trong hội thánh đầu tiên hy sinh, quan tâm và dùng hết những cái tài vật của mình có để mà dâng lên cho công việc Chúa, cho các anh chị em. Tại vì chúng ta biết rằng cái thời đó là coi như là một cái sự gọi là gì, bộc phát rất là lớn, cứ hàng ngàn người vào hội thánh, thì chúng ta tự nghĩ là ở đâu để mà có những cái phương tiện mà lo những cái công việc, dù là những cái công việc rất là đơn giản thôi, từng bữa ăn cho mọi người cũng là điều khó khăn rồi, phải không? Nhất là có những người từ các nơi khác đến nữa, thành ra với cái nhu cầu đó của hội thánh đang được phát triển, thành ra mỗi người đều hy sinh cái những cái tài vật mình có và đóng góp vào cái cuộc chung. Thì trong cái cao trào đó, mới đầu là những cái động lực là rất là tốt đẹp như vậy, nhưng mà trong cái cao trào đó thì lại xảy ra một cái câu chuyện vừa rất là đau thương, vừa đáng buồn và gần như là một cái điểm đen ở trong cái hội thánh đầu tiên, đó là cái trường hợp của Anania và Sapphira. Thì chúng ta đã học rồi, chúng ta biết hai người vợ chồng đồng mưu với nhau để mà lừa gạt, chẳng những lừa gạt các sứ đồ, lừa gạt hội thánh, mà cái điều đáng buồn hơn hết là họ tưởng rằng họ sẽ lừa gạt được Đức Thánh Linh. Và cái điều đó dạy cho chúng ta những cái bài học rất là lớn. Và khi mình càng về đó, mình càng suy tưởng về cái câu chuyện này, thì mình thấy rằng rõ ràng Chúa muốn chúng ta đến với Chúa bằng cái con người rất thật của chúng ta, bằng những cái gì chúng ta có thể dâng cho Chúa. Chúa không có đòi hỏi hai vợ chồng này phải bán tài sản, phải dâng hết, đúng không anh chị em? Nhưng hai người này mà Phi-e-rơ đã nói là đầy giấy gì, thay vì đầy giấy Thánh Linh thì và lại là gì, đầy giấy Sa-tăng, và làm những cái điều vừa gọi là gì, giả hình, phải không? Vừa cái mà mình thấy lớn nhất đó các anh chị em là phạm cái điều răn rất là quan trọng của Chúa là lấy danh Chúa mà làm chơi. Thành ra cái kết cục của hai vợ chồng này rất là đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là một cái gọi là cảnh tỉnh cho hội thánh đầu tiên. Và nếu mà là cho hội thánh đầu tiên thì cũng tức là cho tất cả chúng ta, những hội thánh tiếp nối trên cái con đường mà rao giảng phúc âm cho Chúa, để mà chúng ta hiểu rằng chúng ta
có mình đọc thấy có nhiều người nói đúng rồi, tại vì thiệt ra đó các anh chị em, không phải là đây là lần đầu tiên mà những người này gọi là bị gần như là bị là được cái sự kêu gọi hay ngay cả bị thử thách để mà có cái chuyện là bán hết gia tài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của cái người trai trẻ không? Chúa cũng nói, à anh làm hết điều răn rồi hả? Thì anh đi bán gia tài đi và cho người nghèo rồi trở lại theo ta. Thì cái thái độ của cái người này đó, cái người trai trẻ này đó, mình thấy đó là anh hiểu rằng anh không thể làm được điều đó. Nhưng nó cũng ok, phải không? It's ok, không có gì. Nhưng anh không thể làm được điều đó. Thành ra nhưng mà anh sống thật. Thành ra anh nói là anh bỏ đi nhưng mà lòng rất là đau buồn. Thành ra một câu chuyện nhưng mà chúng ta có thể nhìn được ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Tuy vậy sau cái biến cố rất là đáng tiếc này là hai vợ chồng là chết, thì Hội Thánh vẫn tiếp tục phát triển các anh chị em. Thành ra cái đây cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta rằng dĩ nhiên chúng ta đều hiểu sở dĩ mà gọi là thánh là tại vì sao, là chúng ta biệt riêng ra để mà cho Chúa và cho công việc của Chúa, nhưng không có nghĩa là tất cả những người trong cái hội đó đều là người tốt hay lúc nào cũng làm được những việc đáng khen. Nhưng mà nếu dù có những cái gọi là cái scandal phải không, tiếng Việt cũng gọi là scandal phải không ạ, xảy ra thì Hội Thánh vẫn được ơn để phát triển, chứ cái năng quyền của Hội Thánh không giảm vì những cái biến cố xảy ra như vậy. Thành ra chúng ta phải tách rõ ràng hai cái điều đó. Tại vì nhiều khi nhiều người nói, ôi cái ông đó hả, đi nhà thờ đó mà làm tầm bậy tầm bạ hay gì đó, cái thôi tôi không đi nữa. Cái đó không đúng các anh chị em, phải không? Tại vì cái con người đó là như vậy, và chúng ta biết mỗi người chúng ta đều có rất nhiều lúc có những cái khả năng phạm tội, nhưng mà Hội Thánh vẫn là gương mặt của Đức Chúa Trời và Hội Thánh vẫn sẽ được phát triển, và chính những người tiếp tục đi theo Chúa, và chúng ta xác định chúng ta đi theo Chúa chứ chúng ta không đi theo, chúng ta không có kêu cầu hay là cầu nguyện tới một cái Hội Thánh nào hết, đúng không ạ? Thành ra chúng ta cứ tiếp tục đi theo Chúa. Và như là chúng ta thấy ở trong Hội Thánh đầu tiên này là câu 14, số người tin nhận Chúa ngày càng gia tăng đông đảo, gồm cả nam nam lẫn nữ. Cái đó là nói về số người. Những cái câu sau, câu 15 nói đến cái quyền năng của Hội Thánh mà Chúa ban cho, tức là gì? Là chữa bệnh, rồi là cái danh tiếng càng ngày càng vang ra, rồi đuổi quỷ và rất là nhiều cái phép lạ xảy ra tiếp tục nha. Thành ra cái đó là chúng ta kết thúc tuần trước ở cái câu 16. Thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp từ câu 17, chúng ta học tới câu 41 luôn, tại vì nó cũng là theo cái mạch cái câu chuyện nha các anh chị em. Rồi vậy bây giờ mình nhờ Hà đi. Hà là người chuyên đọc Kinh Thánh cho chúng ta những tuần trước. Bây giờ Hà đọc Kinh Thánh cho nhóm của mình nha. Cô mời Hà mở cái mic đó Hà. Chào chú à. Có đọc từ câu 17 đến câu 41 ạ. Đúng rồi, Dạ. Vâng, con xin phép được đọc ạ. Lúc ấy, vị trưởng tế và các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-xê đều đầy lòng ganh tị, đứng lên bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở
các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: các ông hãy đi vào đền thờ, đứng đó giao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống, nghe theo lời dặn bảo. Các sứ đồ vào trong đền thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến. Họ liền triệu tập hội đồng và toàn thể viện trưởng lão Isaiah, rồi sai người vào khám giải các sứ đồ đến. Tuy nhiên, khi vào trong khám, các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh. Bọn lính cảnh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả. Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh đền thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào. Bỗng có người đến báo cáo: kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng. Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảnh liền đem lính đi bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Họ giải các sứ đồ đến hầu trước hội đồng vị trưởng tế tra vấn: chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Jerusalem đầy tràn đạo giáo, và các anh định đổ tội giết người ấy cho chúng tôi sao? Phê-rơ và các sứ đồ đáp: phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Giê-xu sống lại, người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. Chính người lại được Đức Chúa Trời tôn lên là làm đấng lãnh đạo và đấng cứu thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Israel để họ được tha tội. Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời, ban cho những người vâng lời Ngài. Nghe xong, các nhân viên hội đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si tên Gamaliel, một giáo sư kinh luật được dân tôn kính, đứng dậy giữa hội đồng, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát, rồi phát biểu: thưa đồng bào Israel, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. Trước đây, Theuda nổi dậy, xưng hùng xưng bá, có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. Sau đó, Giuđa người Galilê nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình, nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. Vậy bây giờ tôi khuyên quý vị hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời. Hội đồng nghe theo lời ông, gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn và
cấm nhận không cho nó về danh Giê-xu, rồi phóng thích. Các sứ đồ rời hội đồng ra về hân hoan và được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Hàng ngày dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giê-xu là Chúa cứu thế. Rồi, amen, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Hà đọc Kinh Thánh cho lớp của chúng ta ngày hôm nay. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà gọi là gì, những cái công việc của Chúa được phát triển, càng nhiều người được cứu, càng nhiều người được chữa bệnh, càng nhiều người được có cái sự bình an ở trong Chúa, thì luôn luôn sẽ có những cái thế lực không có vui vì chuyện đó. Nhiều khi chúng ta ngạc nhiên phải không? Ủa, cái những người này làm điều tốt mà gọi là gì? Toàn là chữa bệnh nè, rồi đuổi quỷ nè, là rồi làm những cái mang lại cái sự tốt lành cho cái thành phố đó. Nhưng mà tại sao vẫn sẽ có những người chống nghịch lại điều đó và làm cho họ gọi là cái gì, đầy lòng ganh tị? Ở đây chúng ta thấy nó bắt đầu bởi cái sự ganh tị, và cái sự ganh tị đó là chúng ta đã từng học rồi, chúng ta cũng biết là không chỉ đó là họ ganh với cái danh tiếng, và cái danh tiếng là nó đi kèm theo cái ảnh hưởng, phải không? Thì càng nhiều người biết về danh Chúa Giê-xu, ảnh hưởng của Chúa Giê-xu càng rộng, ảnh hưởng của Hội Thánh càng lớn, thì thế lực của thế gian hay cả ngay cả những người cầm quyền lúc bấy giờ là họ sẽ bị giảm cái ảnh hưởng, họ bớt thu nhập, và có thể cuối cùng không ai nghe họ, và có thể có là họ bị lật đổ chăng. Thành ra tất cả những cái đó làm cho họ đầy lòng ganh tị. Và cái người mà ganh tị được kể ở đây đó là phái Sadduce. Thì chúng ta biết cái phái Sadduce nổi tiếng là chuyện gì các anh chị em, mà họ lại kể là ganh tị nhất luôn đó. Là tại sao? Không tin vào sự sống lại. Yes, đúng rồi. Và thầy An cũng nói là, và chúng ta mình cũng nhắc ở đây để các anh chị em biết, là tại vì cái phái Sadduce này nè, là họ nói là làm gì không có cái sự sống lại. Họ chắc chắn rằng không có cái sự sống lại cho con người. Và bây giờ đó mọi người lại giảng về Chúa Giê-xu sống lại, thì có phải là hoàn toàn nghịch lại với cái những gì họ rao giảng hay không? Thành ra chúng ta thấy đó là những người này là những người bực mình nhất, ganh tị nhất, và họ sẽ có hành động tiếp theo nha. Thì câu 18 là họ bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. Thì chúng ta ở đây là hồi trước đó là chỉ có hai sứ đồ là Phi-rơ và Giăng, phải không, bị tống vào ngục là trong công vụ 4. Nhưng ở đây là nói là các sứ đồ. Thành ra chúng ta biết rằng không phải là chỉ có hai ông, nhưng mà là còn những người coi như có thể gọi là lãnh đạo cái hội thánh hay lãnh đạo cái nhóm lúc bấy giờ. Thì câu 19 cho chúng ta thấy, nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo. Thì ở đây chúng ta thấy lại thêm một cái phép lạ mà Chúa ban cho hội thánh đầu tiên, những người đầu tiên rao giảng tin lành của Chúa cho mọi người, đó là sự can thiệp của Chúa đúng lúc. Và khi mà có sự can thiệp của Chúa đó các anh chị em, thì nó sẽ luôn luôn đi kèm
theo với một mục đích. Không bao giờ cái sự can thiệp của Chúa là chỉ để cho chúng ta thấy thoải mái, chúng ta thấy dễ chịu, rồi chúng ta không có bị bắt bớ, không bị trói buộc. Nhưng cái câu kế tiếp cho chúng ta thấy nè, là cái gì? Là dẫn họ ra ngoài và bảo, câu 20, các ông hãy đi vào đền thờ, đứng đó, rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống. Thành ra chúng ta nghiệm lại về cái cuộc đời của chúng ta. Chúa đã giải cứu chúng ta nhiều lần, đúng không các anh chị em? Mình tin là vậy. Mình tin là mỗi người trong chúng ta đều đã từng kinh nghiệm cái sự giải cứu của Chúa, bất kể là về sức khỏe, về tài chánh, về tình trạng công việc, về những hay là gì khác. Nhưng tất cả chúng ta đều đã từng kinh nghiệm cái điều đó. Thì chúng ta cần nhớ rằng sự giải cứu của Chúa, phép lạ Chúa ban, nó đi kèm theo cái mục đích mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta tới. Và những cái sự hướng dẫn của Chúa đó các anh chị em, nó rất là rõ ràng, nó từng bước một, để không có cái điều gì để chúng ta phải lấn lộn, để chúng không có điều gì chúng ta phải hỏi là ô rồi bây giờ tụi con phải làm gì đấy Chúa ơi. Nhưng mà chúng ta đọc cái câu 20 chúng ta thấy ha, đó là thiên sứ của Chúa hướng dẫn cho họ. Thứ nhất là họ nên làm cái gì, phải không? Và nên làm ở đâu? Và làm cái điều gì? Ha? Là các ông hãy đi. Rồi bây giờ được thoát rồi. Thì đi đâu? Đi vào đền thờ. Phải không? Rồi. Và làm cái gì? Là rao truyền cho dân chúng. Rao truyền điều gì? Rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống. Nhưng các anh chị em, thành ra cái đó có phải là cũng là cái mạng lệnh cho tất cả chúng ta không? Phải không? Là tất cả những người tin Chúa đều được kêu gọi để đi làm gì? Để đi. Nha. Tức là đi là gì? Chúng ta biết là tức là không có phải là dậm chân tại chỗ, mà là một cái hành động bước tới. Phải không? Bất cứ chúng ta đang ở cái điểm nào trong cuộc đời tin kính của chúng ta luôn luôn có thể bước tới. Và bước tới là gì? Rồi xong đó chúng ta sẽ có cái nơi mà chúng ta cần bước tới. Dĩ nhiên là mỗi người chúng ta đều có những cái môi trường khác nhau, những cái vòng mà chúng ta ảnh hưởng khác nhau, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ bước tới và chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh, với những cái con người mà Chúa đang đặt chúng ta, để chúng ta nói về những lời của sự sống. Và đôi khi đó các anh chị em, ở đây cho mình nhớ tới cái này, mình nói luôn một chút. Thì không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải nói gọi là verbal. Chúng ta không phải là lúc nào chúng ta, nhưng mà có nhiều cách nói, phải không? Chúng ta nói bằng gì? Bằng hành động. Chúng ta nói bằng cái sự chăm lo, quan tâm đến người khác. Chúng ta có rất là nhiều cách nói, và nhiều khi đó là cái hành động á, gọi là gì, trong tiếng Anh nó có cái câu là gì, action speak louder than words, tức là những cái hành động chúng ta nói rất là nói còn vang hơn, rõ hơn là ngay cả những cái lời nói của chúng ta nữa. Ở đây đó, mình thấy chút nữa chắc chắn mình phải dành thì giờ cho Thảo với lại Hoài để kể về cái câu chuyện của các bạn đi Điện Biên. Nhưng mà
À, mình chia sẻ một chút là trước khi đi đó là các bạn cũng rất là gọi là có nhiều cái hơi là hồi hộp lo lắng phải không? À, và các bạn có bạn hỏi mình cô ơi bây giờ nhất là khi mà chúng ta đi mà có thêm những người mới, những người trong gia đình của chúng ta thì cái mức độ gọi là chúng ta hơi lo lắng rồi kia nó có tăng lên. Thì mà cái tăng lên đó nó có một cái gọi là cái lý do rất là đáng yêu mà rất là mình cũng rất là xác đáng là ồ nếu mà cái việc đó nó không tốt rồi những cái việc gì mà mình làm không tốt thì là họ những người đi theo mình sẽ không biết về danh Chúa, sẽ giống như là không có được cảm nhận tình yêu của Chúa thì sao này kia. Thì mình có nói với các bạn đó, các bạn biết sao không? Những cái gì chúng ta được kêu gọi mà chúng ta làm đó, hay là chúng ta đi đâu hay chúng ta làm gì đó, không phải là cái màn kịch để chúng ta chỉ là nhập vai, nhưng là chúng ta sống cuộc đời của con người theo Chúa đó các anh chị em. Cả một cái thế gian này rộng lớn này dành cho chúng ta, không phải để chúng ta diễn tuồng. Tại vì diễn tuồng á, là có lúc là chúng ta đóng tuồng là chúng ta phải mặc đồ vô phải không? Rồi chúng ta phải trang điểm, rồi chúng ta phải nói những lời không phải của chúng ta. Nhưng chúng ta sống, cuộc đời này là để chúng ta sống. Và chúng ta mặc nguyên cái bộ đồ Chúa ban cho mình, chúng ta nói những lời của mình, chứ chúng ta không mượn lời ai hết. Nha. Yeah. Thành ra chúng ta cẩn trọng về điều đó. Và chúng ta bây giờ chúng ta coi tiếp các sứ đồ là như thế nào khi mà phải đối diện với những cái thế lực mà bắt bớ mình nha. Rồi thì khi mà câu 21 nghe theo lời dạy bảo, các sứ đồ vào trong đền thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập hội đồng và toàn thể viện trưởng lão Israel, rồi sai người vào khám dạy các sứ đồ đến. Thì chúng ta thấy những người mà bắt các sứ đồ đó đâu biết chuyện gì xảy ra trong đêm đâu. Thành ra họ vẫn nói ok rồi, bây giờ sáng rồi, giờ bắt những cái người mà ngày hôm qua chúng ta tống vào trại giam đó đi ra. Câu 22, tuy nhiên khi vào trong khám, các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám chúng tôi chẳng tìm thấy một người nào cả. Khi mà mình đọc tới cái đoạn này thì mình nhớ tới cái đoạn những người mà đến tìm mộ Chúa, đến nơi mộ Chúa Giêsu và nghĩ rằng là họ sẽ đến để họ tẩm xác và ghi gì cho Chúa, nhưng mà họ không thấy người nào cả, phải không các anh chị em? Thì đó cũng là một cái nhắc nhở để chúng ta thấy rằng con người có thể giam chúng ta nhiều cách giam lắm các anh chị em, chứ không phải là chị và là trói tay hay bỏ vào khám mới là giam đâu, đúng không? Chúng ta đều biết mà, có những người có những quyền lực và ngay cả nhiều khi không phải là chính quyền nữa mà ngay cả gia đình nữa cũng có thể giam chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng họ không có giữ chúng ta được. Họ có thể giam chúng ta nhưng họ không thể giữ chúng ta ở trong đó được, vì Chúa sẽ là cái đấng mà mang chúng ta ra nha. Thành ra đó là không có thấy người ở trong đó. Rồi có 24, nghe lời báo cáo viên sĩ quan vệ binh đền thờ và các thượng tế hoang mang không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy cái sự chuyển biến của họ nè, là ở trước đó là họ tức giận, họ đầy lòng ganh tị, rồi họ dùng quyền lực của họ để nhốt các sứ đồ. Tuy nhiên bây giờ khi mà cái chuyện này xảy ra thì họ sao? Họ hoang mang.
Tại vì họ không biết là họ phải dùng cái gì nữa đây. Họ đã sử dụng hết cái vũ khí của họ rồi. Họ sử dụng hết cái quyền năng của họ rồi. Thì bây giờ họ sẽ sử dụng cái gì để mà gọi là ngăn chặn hay là kiểm soát cái những cái người như này nữa đây, phải không? Thành ra rõ ràng chúng ta thấy rằng họ họ rất là hoang mang và họ cũng không hiểu là tự bây giờ nó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Câu 25. Bỗng có người đến báo cáo, kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng. Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảm liền đem lính đi bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Thì là những các sứ đồ đang giảng dạy trong đền thờ, nhưng mà bây giờ họ đến và họ bắt lại, phải không? Đó, thì chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta được thoát ra rồi chúng ta cũng sẽ bị bắt lại hay gì đó thì nó cũng sẽ diễn ra trong cái cuộc đời tin kính của chúng ta. Nhưng mà không có sao đâu, thì chúng ta cứ đi với Chúa tới lúc cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy mọi sự sẽ sáng tỏ nha. Rồi họ bắt các sứ đồ, họ làm gì? Dạy các sứ đồ đến hầu trước hội đồng và cái người trưởng tế tra vấn là chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về danh này. Chữ danh đó trong tiếng Anh thì họ viết hoa cái chữ là name, phải không bạn? Cái tên này, cái danh này, nhưng mà họ tránh dùng cái chữ Chúa Giêsu, phải không? Thành ra họ nói là chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Jerusalem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết người ấy cho chúng ta sao? Thì đó, thì chúng ta biết rằng cái chữ người mà viết hoa là nói về Chúa Giêsu, đúng không? Thành ra chúng ta thấy rằng là sao? Là họ, bây giờ họ gọi là gì? Họ chất vấn là, và họ biết khi mà những cái, khi mà con người tin Chúa Giêsu, tin cái sự sống dạy của Chúa, thì tức là mọi người sẽ đều biết rằng ai là người giết Chúa, những người mà đang tra vấn các sứ đồ ở đây nè, phải không? Nhưng mà câu 29, Phê-rơ và các sứ đồ đáp phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Kỳ trước chúng ta có đề cập đến việc này rồi, vì Phê-rơ cũng nói cái câu đó trong cái lần trước khi mà đối diện với những người bắt bớ ông với lại dân. Thì chúng ta đều nói rằng đó là hai cái khác nhau. Ở đây đều dịch là vâng lời và vâng lời, phải không? Nhưng nếu mà trong tiếng Anh đó, thì chúng ta thấy nó khác nhau. Một cái là vâng lời và cái kia là vâng phục. Phải không, một sinh như kia đó, chúng ta, nó hơi khác nhau. Thì cái gì là cái khác nhau ở đây? Và bây giờ nè, mình muốn hỏi luôn các bạn. Ở trong những cái tình trạng, thí dụ như kỳ trước các bạn đi Điện Biên, rồi những người chính quyền đến nói các bạn, và các bạn thì các bạn trả lời như thế nào? Và thế nào là vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người? Chúng ta có dám vâng lời Đức Chúa Trời mà đứng ở đó mà nói về danh Chúa khi họ không cho hay là không? Rồi, cô đặt cho gọi là bỏ on the spot là Thảo với Hoài nè. Rồi, Thảo với Hoài chia sẻ với cả lớp học mình đi. Thì kêu tụi con. Đấy. Để con chia sẻ trước là cái lúc mà bọn con đứng giữa rất nhiều anh công an và bọn con phải sự lựa chọn là nói thật hay nói dối việc các chị có ngủ ở nhà ở khách sạn hay không, hay là ngủ nhà một anh để anh khách sạn không bị phạt, bởi vì hôm đó thì khi mà đăng ký để cư trú cho hai chị thì còn thiếu mất giấy thị thực nên là hai chị không đăng ký được, nên là anh đấy không có đăng ký cho hai chị để hai chị cư trú tại nhà anh ấy được, nhưng mà anh vẫn cho hai chị ngủ. Thì mà đến khi lúc đấy có cả anh chủ nhà trọ ở đấy, có anh công an và bọn con ở đấy, thực sự lúc đấy bọn con rất là rối.
anh chủ nhà trọ thì bảo là thôi cứ bảo hai chị ngủ ngoài đường đi, bởi vì như thế thì anh sẽ không phải bị phạt tiền mà bọn em cũng không phải lo lắng về vấn đề là người hát cứ hỏi hỏi đi hỏi lại vấn đề đấy. Thì lúc đấy bọn con cũng phải rất là rối, bởi vì càng nói tức là mới đầu bọn con cũng đã định nói là sẽ ngủ nhà anh Hải, là một anh ở Điện Biên, thì anh đấy chỉ việc ra 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 ngoài công an để xin cái xác nhận cho hai chị là tối hôm qua đã ngủ thôi. Nhưng mà khi mà mình nói dối một điều rồi thì mình cứ phải bao biện để nói dối cho cái điều đó tiếp theo ấy, làm cho mình bị dối theo cái lời nói dối của mình. Và đến khi mà bọn con quyết định nói thật thì lúc đấy Chúa mới bắt đầu mở ra cho bọn con nhiều điều khác hơn và nhiều sự khôn ngoan hơn để không bị phạt, anh chủ trọ cũng không bị phạt, mà bọn con cũng có thể an tâm cho hai chị để hai chị về Hà Nội được. Thì lúc mà bọn con cũng run, rất là run và rất là sợ khi mà gặp công an, nhưng mà có cái sức mạnh của Chúa và bọn con có cầu nguyện trước khi mà bọn con nói sự thật với các anh, thì lúc bọn con cũng có nói cái bức xúc của bọn con là tại sao bọn tôi ở bọn bọn tôi lên Điện Biên để làm điều tốt cho Điện Biên, nhưng mà các anh làm khó bọn tôi hết cái giấy tờ này đến giấy tờ nọ, và từ ngày hôm qua đến giờ công an cứ rình rập và đi theo sau bọn tôi rất là nhiều. Chúng tôi cũng là đây là hai chị là người nước ngoài, họ còn có cái khao khát là muốn giúp cho người dân Điện Biên, nhưng mà cái việc làm khó hai chị ở như đến như vậy, và bọn tôi cũng đã rất là làm theo những cái gì mà hai anh bắt bọn tôi là không được ngủ nhà chị Hiền, thì chúng tôi cũng ra khách sạn để nghỉ rồi, và vậy mà các anh vẫn có cứ làm khó đến cho đến ngày hôm nay. Thì lúc đấy bọn con rất là bức xúc và khó chịu, thì bao nhiêu cái dồn nén nó cũng cũng phải nói hết ra. Thì đúng là khi mà bọn con quyết định nói thật thì Chúa bắt đầu mở cho bọn con những cái con đường khác, cho bọn con cái trí khôn ngoan hơn, cũng như là cho bọn con cách để làm thế nào để anh chủ nhà trọ không bị phạt và hai chị cũng không bị làm sao liên quan gì đến các loại giấy tờ. Thì đó là điều mà bọn con kinh nghiệm được trong chuyến đi lần này ạ. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn những cái lời chứng sống của các bạn nha. Chắc chắn rằng sẽ còn lại rất là nhiều cái khác nữa phải không? Tại vì mình theo sát các bạn, thế là mình biết mình có một người em họ là công an ở Sơn La, thì cái người em họ đó đó là cũng rất là lo cho các bạn và có gọi cho Hoài, thì dặn là có hai điều mà đừng có dính vào. Thứ nhất là đào, thứ hai là người nước ngoài. Mà cái Hoài nói đó là mà tụi con có cả hai phải không? Thì chúng ta gọi là chúng ta Nghe. có tâm đi thôi, nhưng mà là chúng ta biết là chúng ta mang theo hai cái đó trong cái hành trang của mình, đúng, đúng không? Thành ra cô rất là Nhưng tạ mà ơn cô. vâng, nhưng mà đến lúc mà bọn con về, cái anh công an xã ở chỗ chị, à công an bản của chỗ chị Hiền còn đến nhà chị Hiền và nói là rất thương bọn con, và anh là chức nhỏ nên anh cũng không thể làm gì khác được, và anh rất cảm ơn tấm lòng của bọn con khi mà đến mang món quà đến cho dân bản, vì dân bản cũng thực sự rất là nghèo. Thì bọn con cũng cảm nhận được là không phải chính quyền cũng có người này người nọ, và cái việc mà mình gieo những hạt giống, những hạt mầm đấy thì dù là ít nhưng mà con nghĩ là trong lòng mọi người sẽ có những cái điều dấu ấn đọng lại ở trong lòng ấy ạ. Và anh đấy cũng biết là bọn con theo đạo, cái lúc mà anh đến nói chuyện thì anh cũng biết bọn con theo đạo. Rồi, vâng, rồi đó, chắc chắn rồi con. Cái cô đã nói là tụi con làm chấn động Điện Biên tuần vừa rồi, mà hình như là bây giờ cô thấy Hoài có mặt đây. Hoài ơi, con muốn chia sẻ gì không? Dạ, con chào Dạ, con chào mục sư, con chào cô và các anh chị em ạ. Thì nãy Thảo cũng chia sẻ cũng một phần rồi. Thì cái lúc đúng thật là lúc đấy bọn con cũng rất là rối và rất là thương, vì cái anh chủ nhà vừa mấy hôm trước mất 4 triệu, và nếu bây giờ mà bọn con nói rằng ở nhà anh ấy nữa thì bọn con sẽ mất anh ấy sẽ mất 12 triệu.
Và lúc đó thì công an làm khó, họ chỉ cần biết là anh Hải, cái anh mà ở Điện Biên mà con lúc nãy Thảo nói tới tên là Hải ạ, anh Hải mất tiền hay là anh chủ nhà trọ mất tiền, và bọn con phải chọn một trong hai. Thì lúc đấy bọn con cũng không biết là như thế nào, và sao tự nhiên cũng tụi con rất là mạnh mẽ và nói được ra những cái thứ đấy. Thì còn nói đến một cái điều đó là về cái khoảng thời gian khi mà khách hàng đến cư trú, đến khi trong khoảng thời gian nào thì sẽ được tức là được được nộp cái giấy đó là hợp pháp ấy. Thì con nghe thấy giọng cái anh công an tỉnh, thấy thấy anh ấy lảng lảng tránh rồi, thì con biết là chắc là anh này cũng có vẻ chưa nắm rõ lắm. Thế là thừa thắng xông lên. Thì sau lúc đó thì khi mà bọn con đã xong hết rồi, và anh đấy, một anh khác cũng là công an thành phố, công an tỉnh, thì con có nói là chắc là từ lúc mà anh vào làm công việc này thì đây là cái sự kiện mà kinh khủng nhất đúng không, lớn nhất đúng không. Thì thì anh đấy bảo là chị ơi, em cũng xin lỗi, đây là công việc của em thôi, em cũng không muốn làm khó gì các chị đâu, các chị đến đây là rất là tốt rồi, nhưng chỉ là sếp bảo em làm như thế thôi, và bạn ý xin lỗi bọn con rối rít luôn. Thì con cũng cảm thấy được một cái phần an ủi. Và khi bọn con đi ra cục xuất nhập cảnh, tức là trước khi ra thì cái anh công an huyện đã bảo là các em không phải ra nữa vì các em đã đủ giấy rồi, đã không cần phải ra nữa. Nhưng mà bọn con muốn đề phòng nhá, thì con có nói rằng là bây giờ bọn em phải ra vì nếu bọn em về thì sợ anh chủ nhà trọ sẽ bị liên quan ấy. Thì tụi con cứ ra, và họ lại bắt đầu làm khó thêm một lần nữa, và lúc đấy là con cảm thấy rất là khó chịu rồi vì họ lại kéo dài thời gian. Và tụi con có nói rằng bây giờ không thể đợi được nữa rồi, anh đấy và nói rất là nhiều. Thì anh đấy đã gọi cho cái người kiểu chức cao hơn và nói chuyện, và hỏi tầm 30 phút nữa. 30 phút sau thì họ cố tình không muốn nhập vào thôi. Nên đấy cũng là lý do tại sao mà anh chủ nhà trọ không thể nhập tên của hai chị nước ngoài vào trong cái hồ sơ. Và khi con xem được cái đoạn tin nhắn của anh chủ nhà trọ ấy ạ, anh ấy cho bọn con xem, thì con thấy được là cái anh công an phường có nhắn là, thì con thấy rằng đúng là sau có những cái biến cố đó xảy ra thì mình mới nhìn thấy được rất là nhiều bài học mà Chúa muốn gửi gắm mình. Con cảm thấy là cái chuyến đi lần đấy bọn con như đang giống như những môn đồ của Chúa đang đi trên chiếc tàu, chiếc thuyền của Chúa đi ra biển, và Chúa đưa tụi con đến bên bờ an toàn. Và sau một khoảng thời gian cảm xúc rồi tất cả mọi thứ nó đau xuống tận đáy, thì cuối cùng bọn con lại cười rất là hạnh phúc và được rất là nhiều bài học. Và đặc biệt là con nghĩ rằng là nếu mà không có những cái thử thách đó thì chưa chắc ba người bạn của tụi con là bạn bè của Thảo đã nhìn thấy được Chúa trong cái nhìn thấy được Chúa trong những cái khó khăn đó. Mà trong những cái khó khăn đó thì các bạn ấy lại nhìn thấy được hơn là tụi con cầu nguyện như thế nào, chúng con nương tựa vào Chúa ra sao. Thì con thấy đấy là một điều rất là ơn phước mà tụi con nhận được, và một chuyến đi để đời, để bọn con cứ nhắc đến là chúng con lại cảm thấy được ơn phước và cảm thấy rất là hạnh phúc. Amen, tạ ơn Chúa, cảm ơn tụi con. Rồi có gì mai mốt các bạn có thời gian các bạn thu lại nha, tại vì cô cũng muốn chiếu lên cho Hội Thánh cùng coi cùng với những cái hình ảnh của chúng ta các bạn đã làm nha. Rồi đó, thành ra chúng ta thấy đó các anh chị em, có những cái tình huống sẽ rất là khó xử. Thế nào là chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, và thế nào là chúng ta vâng phục nhà cầm quyền, tới mức độ nào, tới và với cái cách nào để chúng ta không có phạm những cái lỗi. Thì đó cũng là cái sự khôn ngoan Chúa sẽ bày giải cho chúng ta khi ngay lúc đó khi chúng ta cần. Chứ trước lúc đó chúng ta sẽ không biết, phải không các bạn? Các bạn đâu biết là họ sẽ hỏi cái gì, họ làm khó cái gì. Nhưng mà tới đúng lúc thì Chúa sẽ bày giải cho chúng ta. Và cô tin chắc rằng cái chuyến đi này vừa qua đó là một trong những cái chuyến đi gọi là chắc chắn là sẽ
theo các bạn suốt cái cuộc đời tin kính của các bạn, để mỗi khi các bạn lại gặp những cái tình huống khác nữa thì các bạn sẽ biết là nên làm như thế nào. Phải không? Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đi tiếp nha, chúng ta đi tiếp. Thì sau khi mà Feller nói cái câu đó đó, thì là từ câu 30 tới cái câu 32 thì ông nói rằng là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, tức là ông muốn nói gì? Ông muốn kéo mọi người về một cái nguồn gốc. Tất cả những người này là có cùng một nguồn gốc, cùng một tổ phụ là Abraham. Họ đều tin cái điều đó. Và Chúa Giê-xu là đấng đến từ Abraham, chứ không phải là đấng đến từ một cái nguồn gốc không rõ ràng. Thành ra khi mà nói chuyện với mọi người đó, chúng ta trước hết chúng ta nên tìm những cái điểm chung. Phải không? Thí dụ giống như các bạn nói là ok, những người ngoại quốc này đến đây là vì lòng thương dân Điện Biên. Các anh có thương dân Điện Biên không? Các anh có thương dân các anh không? Chúng ta giống nhau mà. Phải không? Đó, thành ra đó là chúng ta gợi được cái đó cho họ thì họ sẽ phải suy nghĩ. Và đây cũng là cái cách mà Führer nói là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta có cùng một tổ phụ, chúng ta cùng một nguồn gốc, chúng ta là anh em. Chứ chúng ta không có phải là những người xa lạ. Nhưng mà sao? Và Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại. Dù là các quý vị đã giết Ngài. Nhưng mà rồi câu 31 là chính Ngài lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm đấng lãnh đạo, phải không? Và đấng cứu thế ở bên phải Đức Chúa Trời để đem lại lòng ăn năn cho dân Israel để họ được tha tội. Thành ra chúng ta thấy hai cái vế luôn luôn phải đi với nhau, là nếu mà chúng ta có ăn năn những cái tội của mình thì chúng ta mới được tha tội. Phải không? Chứ nếu mà chúng ta nghĩ mình không có tội gì hết thì tha cái gì? Phải không các anh chị em? Thành ra chúng ta thấy nó sẽ luôn luôn là như vậy. Và bây giờ đó họ nói gì? Câu 30 là chính chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã nhìn bằng mắt, chúng tôi đã biết là quý vị giết Chúa Giê-xu rồi, Chúa Giê-xu nằm trong mộ, nhưng mà chính chúng tôi cũng đã thấy Chúa Giê-xu sống dậy, đi giữa chúng tôi, ăn với chúng tôi, ngồi cùng bàn với chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến những cái điều đó, nên chúng tôi muốn làm nhân chứng. Mà cái này cũng là rất là hay nè các bạn, làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài. Chúng ta không làm chứng chỉ riêng cái sức của chúng ta, nhưng chúng ta làm chứng cùng với Đức Thánh Linh. Và cái điều đó là cái khác nhau. Tại vì đó là thí dụ các bạn, những cái điều các bạn lo lắng là không biết là những người đó đi theo có biết, có thấy Chúa không, có tin Chúa không, thì không phải là công việc của chúng ta. Vì chúng ta không thể làm được cái điều đó, các anh chị em. Nhưng Thánh Linh sẽ làm được việc đó. Và chúng ta đã thấy, các bạn cũng đã thấy, phải không? Chúa Thánh Linh đã cảm động, đã làm cái công việc thuyết phục được tấm lòng của mọi người. Nhưng mà thành ra nhưng mà câu 33 sẽ cho chúng ta thấy là bây giờ khi mà họ đã bị chạm đến cái gọi là những cái điểm mà những cái điểm yếu nhất của họ, những cái điểm mà họ muốn giấu đó, là chính họ giết đấng cứu thế đó, thì sao? Câu 33, nghe xong các nhân viên hội đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. Và wow. Chúng ta thấy là lúc nãy là chúng ta thấy mà họ đang hoang mang, là họ không biết là việc sẽ diễn biến thế nào. Nhưng mà bây giờ họ cái tức giận của họ đến cái cao điểm là họ muốn triệt tiêu, họ muốn chấm dứt những cái chuyện này. Và chỉ có cách đối với họ, tại không là họ nghĩ là họ phải giết những người này. Câu 34 rồi kia thì mình muốn đi nhanh một chút thì là có một cái người Pharisee đấy, thì là ông rất là người Pharisee, chúng ta biết là người tra cứu kinh luật rất là kỹ lưỡng rồi này kia, thì đứng lên thì ông mới mới dùng những cái thí dụ để mà ông nói, phải không?
làm khi đó là các sứ đồ được ra ngoài hết rồi, thì cái người Pharisee này tên là Gamaliel thì nói rằng là ông đưa ra hai cái thí dụ là trước đây đó là có người tên Theo đang nổi dậy rồi xưng hùng xưng bá, có đồ 400 người theo nó, nhưng mà khi nó bị giết tất cả đều đồng bọn đều bị tan rã không còn gì cả. Chúng ta có thấy giống như họ cũng đang muốn nói bây giờ Chúa Giêsu bị giết rồi, thì những người này nếu mà cái công việc này từ Chúa Giêsu thì mấy người này cũng tan rã thôi. Ông đưa ra thêm một cái ví dụ nữa là cái người Giuđa đó lôi cuốn được nhiều người theo mình, nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn bị phân tán. Chúng ta thấy cái cách nói không? Cái cách nói của cái người này á, là vừa thuyết phục những cái người gọi là trong cái hội đồng đó, nhưng mà cũng là một cái cách nói là gọi là gì? Đó, khi nhìn vào cái lịch sử là nó là như vậy. Thành ra khi bây giờ đó, ông mới nói là vậy bây giờ tôi khuyên quý vị hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt. Câu 39, nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời. Ha. Thì chúng ta thấy ở đây đó là cái cách biện minh của Gamaliel là gì đó, hãy đợi và coi. Wait and see. Ok, bây giờ khoan, đừng giết, phải không? Tại vì lúc trước là nói là sẽ muốn giết các sứ đồ, nhưng mà đây nói là thôi, nếu hay là cứ để cho nó tan rã, tự nó tan rã đi. Thì ông cũng có cái sự khôn ngoan của ông, phải không các anh chị em? Và nhưng mà câu 39 á, thì ông mới nói là ông vẫn giận, ông vẫn biết rằng là những người này sẽ không muốn chống nghịch Đức Chúa Trời. Thành ra mình nói là nếu mà cái này là của Đức Chúa Trời, của tổ phụ chúng ta, mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ chống lại tổ phụ Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta. Và cái kết quả là hội đồng nghe theo lời ông. Câu 40, gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn và cấm nhặt không cho nói về danh Giêsu, rồi phóng thích. Thì chúng ta thấy đó là từ cái lúc mà họ có ý định là giết thì bây giờ họ giảm xuống là họ đánh đòn. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng có nhiều người cũng gọi là nghiên cứu về cái việc đánh đòn này đó các bạn, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Với là gọi là gần như là sỉ nhục á trước mặt mọi người, và đau đớn nữa, chứ không phải là chỉ là đơn giản mà chúng ta là cuối cùng là mọi người là đều được phóng thích. Thì cái câu 41 đó, chúng ta nghe các sứ đồ rời hội đồng ra về hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Chúng ta nghe cái này thì chúng ta tưởng là cái câu 40 đánh đòn đó là chuyện nhẹ. Không có nhẹ đâu các bạn. Chúng ta phải nhớ rằng nó không nhẹ đâu, nhưng các mọi người vẫn hân hoan vì họ đã chịu được những cái gọi là những cái đối xử, cái sỉ nhục của thế gian, nhưng mà vì danh Chúa thì họ chịu được, và họ vẫn kể là giống như là mình có phần ở trong cái sự khốn khổ mà Đấng Christ đã chịu. Rồi câu 42, thì hàng ngày dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giêsu là Chúa cứu thế. Cái câu 42 này cho chúng ta thấy nè, là hàng ngày dù ở trong đền thờ, tức là những người này không có chỉ là ngày Sa-bát họ mới ở trong đền thờ, đúng không? Nhưng mà họ có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với việc thờ phượng Chúa trong rất là nhiều ngày trong tuần lễ. Thì ra là hàng ngày dù ở trong đền thờ hoặc là đi từ này nhà này sang nhà khác, tức là họ vẫn tiếp tục làm cái công việc đó, gọi là gì, là nói là around the clock, tức là
luôn luôn tiếp tục làm cái công việc dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Rồi, wow, đúng chín rưỡi, hay quá. Thì ngày hôm nay đó là chúng ta học hết cái chương 5. Thì chúng ta bắt đầu chương 5 bằng cái những cái chuyện tragic, những cái chuyện buồn xảy ra trong cái hội thánh của Chúa. Rồi sau đó là các tín đồ, nhưng mà Chúa ban ơn để hội thánh càng ngày càng đông đảo thêm. Thì càng đông đảo thêm thì cái sự chống nghịch của thế gian càng lớn. Tuy nhiên, Chúa vẫn luôn luôn gọi là gì can thiệp đúng lúc và hướng dẫn cho mọi người để mà cuối cùng là cái công việc của Chúa cũng vẫn sẽ được tiếp tục. Đó là cái phần kết của chương 5 trong công vụ nha. Rồi, bây giờ mình xin được mời mở ra và mời tất cả lớp chúng ta, mời các anh chị em, mời thầy An, nếu chúng ta có điều gì suy nghĩ, có điều gì chúng ta muốn góp ý, điều gì chúng ta nhìn thấy mình được cái phần nào ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta cùng chia sẻ nha. Dạ vâng, mời thầy An. Dạ. Trước hết thì chúng ta đang học đoạn 5 của sách Công vụ các sứ đồ. Dạ. Thì nếu mà chính xác hơn là cái công vụ của Đức Thánh Linh thì nó đúng hơn, là bởi vì trong sách này là nói về việc làm của Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết rằng nếu không có Đức Thánh Linh thì tất cả các môn đồ, các sứ đồ chẳng làm được cái gì hết. Mà ngược lại, Đức Thánh Linh cũng chẳng thực hiện nếu chúng ta không đồng hành với Ngài, không có đức tin cùng Ngài. Tức là Đức Thánh Linh luôn làm việc, muốn cộng tác với tất cả những người con cái Chúa. Và cho thấy rằng là chúng ta cần phải có sự đồng hành với lại Đức Thánh Linh thì cái công việc nó mới có thể là tiến triển được. Và cái quyền năng phép lạ ở trong này đó, có nhiều lúc Chúa cho chúng ta xảy ra những sự hoạn nạn, thử thách là để sau đó chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa giải cứu chúng ta, thì chúng ta mới có một cái sự vững vàng trong đức tin và đức tin chúng ta mới phát triển. Tuy nhiên chúng ta nhớ một điều là không phải lúc nào chúng ta cũng được giải cứu. Chúa giải cứu đều có cái mục đích của Ngài hết. Đó, thì thưa chị đóng góp một cái lại chúng ta luôn đồng hành với lại Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh là người vận hành, còn chúng ta chỉ là công cụ của Ngài. Và một người bác sĩ cần cũng phải cần có những cái công cụ để mới có thể chữa bệnh được. Cho nên cái người chữa là người bác sĩ đó là Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ là cái công cụ của Ngài mà thôi. Ngay cả cái hành động và cả cái lời nói chúng ta cũng vậy nữa. Cho nên cái điều trước khi chúng ta thực hiện cái điều gì, chúng ta phải cần đặt cái cầu nguyện để tư tưởng mình hòa nhập với tư tưởng của Đức Chúa Trời, tức là của Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới bắt được cái sự mà dạy dỗ của Chúa, cái sự hướng dẫn của Chúa. Dạ, amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn sự đóng góp của thầy Ý An. Đó là chúng ta nhìn gọi là overview, chúng ta nhìn tổng quát những cái việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, trong và cuộc đời của bao nhiêu người ở trong Kinh Thánh mà chúng ta được học, thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Cũng giống như là các bạn vừa mới đi cái chuyến ở Điện Biên cũng vậy, các bạn phải có đi, phải không, thì Chúa mới sử dụng các bạn được, Chúa mới cho những cái chuyện xảy ra được. Chứ nếu mà các bạn ở nhà, các bạn không đi thì các bạn đâu có đồng hành gì với Đức Thánh Linh đâu, phải không? Thì làm sao mà Đức Thánh Linh vận hành được? Dạ, thành ra là và cái kết quả là cái đức tin của chúng ta như thế nào trong tất cả những cái trải nghiệm đó, sau tất cả những cái trải nghiệm đó, thật là tuyệt vời, phải không? Dạ, rồi mình xin mời tiếp. Dạ, không biết ta mục sư có điều gì chia sẻ với các anh chị em. Dạ. Mục sư nói cái phân đoạn này với một phiên bản mới hiện đại. Dạ. Với hai sứ đồ Thu Hoài với Phương Thảo. Tôi con thấy ở trong đây có hai cái rất là then chốt, là câu 29 với lại câu 39. Câu 29 thì nói là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.
Và tới câu 39 á, thì cái ông đó ẩn nhận định á, nếu mà bởi Đức Chúa Trời, bởi con người ta đó thì nó sẽ tự hư đi, nhưng mà bởi Đức Chúa Trời á, thì không có ai chống nghịch nổi cả. Hai cái đó là hai cái then chốt mà để cho các sứ đồ có thể làm việc. Vâng lời Chúa, không vâng lời người ta. Nhưng mà vâng lời Chúa thì Chúa bảo vệ, không ai làm gì mình được. Nhưng mà ở trong đây một chương ghi xuống có những cái ý rất là hay. Ví dụ như họ bị bỏ tù, họ được giải cứu, thì là rạng ngày sau, tức là rạng sáng là họ vào đền thờ để giảng dạy tiếp, tức là không có thối lui. Thật là trước khi tụi con đi là tụi con đã nghe tin là ở trên đó có chuyện rồi, thời tiết không tốt, rồi công an tới, rồi kia là, nhưng mà mình quyết định mình vẫn đi. Ở đây có cái ý nữa rất là hay, đó là câu 26 á, thì tới lúc họ sợ bị dân chúng ném đá, chứ không phải mình nha. Họ sợ bị dân chúng ném đá, những cái người mà chống nghịch với mình, là tại vì mình được lòng dân. Khi mà mình được lòng dân mà họ nghịch với mình thì họ nghịch với dân. Cho nên là họ không dám làm căng với mình là bởi vì họ sợ dân ném đá. Cho nên ví dụ như bây giờ mới đầu họ không biết mình là ai, nhưng mà khi họ thấy cái lòng của mình cho dân và người dân ủng hộ mình thì họ không dám hiếp mình, là tại vì họ nghịch lại với dân đâu có được. Cho nên là cái ý đó cũng là xảy ra đối với cái chiến của tụi con. Nó rất là hay. Câu 28 thì nói là cái tại thành các ngươi đã làm cho Jerusalem đầy dẫy đạo giáo. Tụi con làm chất động Điện Biên. Mình đi ra ngoài, người ta nói có những cái người lên để giúp đỡ những cái công việc như vậy. Mình gây được một cái tiếng vang, mình tạo được một cái chấn động. Ở đây các môn đồ họ gây cái chấn động ở trong Jerusalem về đạo của Chúa. Cái điều đó là cái điều mà mình cảm ơn Chúa. Bây giờ câu 34, ở đâu mà tự nhiên có một cái ông luật sư, ở đâu có một cái người Pharisee mà Chúa chuẩn bị ở chỗ đó. Bao giờ cũng vậy, Chúa đi trước với mình, Chúa đồng hành với mình. Và Chúa đã chuẩn bị đúng người, đúng lúc để họ đứng lên. Phải không? Mới đầu có thể cái người đó là cái người nghĩ rằng họ bắt bớ mình, sau đó quay lại làm như họ có lỗi với mình, rồi xin lỗi, rồi kêu tới tấp. Một chuyện đã nói tụi con trước rồi, cái sự thành thật của tụi con, Chúa dẫn dắt tụi con, và sẽ có những người họ sẽ fall in love với những công việc tụi con làm, và họ sẽ ủng hộ mình. Phải không? Cái điều đó mình thấy ở trong cái phiên bản tụi con cũng có, Chúa đã dấy lên những cái người để giúp đỡ mình trong cái lúc cần. Và cái điều mà mục sư thấy á, là cái điều cuối cùng ở đây họ nói á, là họ hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục, bị đánh mà cảm thấy là hớn hở, bây giờ mình cảm thấy là Chúa tin mình và mình đã có thể chịu nhục vì danh của Chúa. Phải không? Tụi con đi bầm dập nhưng mà về thấy vui. Phải không? Về thấy hớn hở là tại vì thấy Chúa đã cho mình vẫn đi và vẫn có những cái khó khăn mình học được, nhưng mà kết quả về mình sẽ lợi cho công việc Chúa. Thì cái điều đó làm cho mình hớn hở. Thật ra đó, bị bắt bớ, nhưng mà bắt bớ vì lý do gì mới là quan trọng. Và họ thấy được rằng họ bị những cái sự sỉ nhục. Thật sự tụi con là những công dân tốt, tụi con đâu có ai đụng được tụi con, nhưng mà họ đụng được tụi con là tại vì danh của Chúa. Họ nói là đi giảng đạo này kia, họ mới làm khó mình. Cho nên là mình bị tất cả những cái khó khăn đó là tại vì danh của Chúa. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mình đem lòng hớn hở, chứ không phải là đem lòng với vị sầu khổ. Mình hớn hở vì cái công việc đó. Và Chúa bảo vệ họ được thả trở ra. Rồi lại tiếp tục làm cái công việc giảng dạy tiếp, dạy dỗ tiếp. Thì cũng vậy, mình học được, rồi mình lại tiếp tục cho những cái công việc sau này Chúa lại sai phái mình đi tiếp. Cho nên là đó là phiên bản mới của hội thánh đầu tiên. Dạ, công vụ. Và amen, tạ ơn Chúa, cảm ơn mục sư chia sẻ. Và chúng ta có thấy là có thể tạo rõ ràng chắc là Chúa Thánh Linh cho cái chuyện này xảy ra ngay cái lúc mình học cái đoạn này nữa, các anh chị em, chứ không phải là lúc nào khác. Tại sao lại lúc này chúng ta lại học ngay cái đoạn này, ngay ngày hôm nay, phải không? Cái đó là cái quyền cái thứ nhiệm dạ. Một khi học kinh thánh với một cái nhóm người Mỹ mỗi sáng thứ tư, và rất là lạ lùng là cứ mỗi tuần cái ngày thứ tư đó anh em họ chia sẻ những cái vấn đề của họ, tới họ mở kinh thánh ra là có câu trả lời ngay trong đó. Thành ra là khi mình lắng nghe lời của Chúa đó, mình lắng nghe biblical nhưng mà cũng practical, mình liên hệ với những gì xảy ra xung quanh mình, tự nhiên mình nghe Chúa nói với mình. Nên là cái đó
rất là hay. Tại vì một chương tự nhiên, một chương đọc, chứ nó ủa sao tự nhiên hôm nay cô Hạnh lại đem tụi con vô, phải không? Để dừng ngang chỗ đó để hỏi tụi con trước. Một chương mới nói rồi, cái này là phiên bản của tụi con. Tạ ơn Chúa cho các sứ đồ rất là trẻ, đầy nhiệt huyết của Chúa. Thầy An lúc ấy không biết là tụi con có nghe, mà thầy An cũng nói là hôm cho tháng mấy tháng trước thầy An có đến Hà Nội, nhưng mà là chưa biết tụi con, nhưng mà kỳ này nếu mà có dịp đến nữa là chắc chắn sẽ có dịp gặp tụi con, rồi cũng như có thể là có dịp đến lên thăm Hà luôn ha. Rồi một sự nhắc cái này, nếu mà tụi con có ghi hình lại để làm chứng ơn phước của Chúa, cẩn thận về những cái lời của mình nói ở trong cái điều đó, tại vì mình còn chuẩn bị cho những chuyến đi kế tiếp, chúng ta chuyến cuối cùng, cho nên là nói cái gì mình nói một cách khéo léo. Mình cảm ơn Chúa về những cái việc khó khăn, về hành chánh, về thời tiết, nhưng mà cuối cùng Chúa mở đường ra, mình làm được công việc Chúa, mình được lòng chính quyền, mình được sự ủng hộ của chính quyền, mình nói trong cái chiều hướng tích cực để mình còn làm những công việc trong những chuyến tới. Có nhiều người thích kể khổ, tôi bị công an bắt bớ rồi đi cái tùm lum móp khỏi đi luôn. Yeah, đúng rồi. Mà thấy các bà đây rất là khéo léo, mục sư không có nói gì động chạm tới những cái behind the scene ấy, đằng sau hậu trường hết, nhưng mà toàn đưa ra những mặt tích cực để đến nỗi các anh công an ở Điện Biên Sơn La mà cũng còn phải thích mà, đúng không? Yeah. Thấy Thu Hoài cười tươi quá kìa, Thu Hoài nó nói gì con? Con đang nhớ đến cái buổi học này tuần trước, cô dạy về cái bài liên quan đến nói dối nói thật. Thì ngày hôm sau có cái vấn đề về nói dối nói thật đó nè cô. Thì tuần này cũng như thế. Thì câu chuyện này cũng giống như cái chuyện mà bọn con vừa xảy ra luôn. Thì đúng thật là kỳ diệu. Kỳ diệu hả? Dạ. Lúc con về thì con cũng được chồng bảo là cái này là phải kín và không được nói, và tất cả nay mai nếu mà làm việc với chính quyền thì đều phải ghi âm lại. Thì cũng là một bài học để bọn con biết rõ hơn và cẩn thận hơn. Thì lúc đấy cũng phải nhắc nhở là đừng có đi kể nhạy cảm quá, là cũng phải để ý hơn con. Bây giờ cái media đó là âm thanh hình ảnh được kia họ ghi lại hết à. Mình ghi được họ ghi được mình, cho nên những cái gì mà phát ngôn mà phải thiệt là cẩn thận. Đúng rồi, cảm ơn sự nhắc nhở của cô mục sư. Rồi, bây giờ chắc là chúng ta cũng trễ rồi, xin mời nhờ mục sư cầu nguyện để mà chúng ta tạm chấm dứt cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cảm ơn mục sư. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen cảm tạ Chúa vì Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là giáo sư lớn dạy dỗ dẫn dắt chúng con ở trong mọi sự. Chúng con thấy công việc của Chúa Thánh Linh hành động ở trong hội thánh của Chúa, hội thánh đầu tiên và hội thánh ngày nay. Và nguyện Chúa cho chúng con nghe được tiếng của Chúa, đồng hành với Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa sử dụng các bạn trẻ ở Việt Nam để làm được công việc của Chúa, và chúng con thấy như là một phiên bản mới. Có thể những khó khăn chúng con gặp khác nhau, những sự ủng hộ được khác nhau, những sự bắt bớ khác nhau. Nhưng mà chúng con có một cái nguyên tắc chung là thà là vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Mà đã là công việc của Chúa thì không ai có thể chống lại được. Và chúng con thấy rằng chúng con trung tín với Chúa thì chúng con sẽ đem lòng hớn hở vì những điều mà chúng con có thể trả giá cho công việc của Chúa được vinh hiển. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúa sức giàu cho tất cả các anh em ở tại Việt Nam, tất cả các bạn chị em ở trên phòng Zoom học lời Chúa ngày hôm nay. Chúa sức giàu cho cô Hạnh đầy ơn của Chúa mỗi tuần. Và Chúa cũng ban ơn cho anh em ở Việt Nam một giấc ngủ an lành. Cũng như là chúng con ở tại Seattle sẽ có một sự thờ phượng đầy ơn của Chúa.